Đây là những giải hồ sơ của người lao động gửi về Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn thành phố và có chiều hướng gia tăng trong những ngày gần đây. Tính đến thời điểm hiện tại ngày hôm nay thì trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết được là 96.886 trường hợp để hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng. Ngoài ra thì triển khai theo cái nghị quyết số 68 về hỗ trợ cho những người lao động mà không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng. Hiện nay tức là trung tâm đã tiếp nhận và xử lý là 5.105 trường hợp. Để phòng chống dịch bệnh, những ngày nay Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố hạn chế tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Thay vào đó, người lao động phải gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông báo tìm kiếm việc làm bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện. Tuy nhiên, việc tiếp nhận hồ sơ cũng còn nhiều hạn chế, khiến người lao động gặp không ít khó khăn. Bắt đầu dịch nghỉ ở nhà hết, thì bây giờ là bắt đầu đi làm lại từ đầu tháng. Mình có lên công ty để lấy cái giấy quyết định để bây giờ để nhận cái trợ cấp thất nghiệp á. Thì khi mà nhận xong rồi là nó đã hết hạn. Thì lúc sáng có gọi hỏi bên nhân viên, bên hướng dẫn này bảo là nộp bưu điện. Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước phục hồi kinh tế, nhiều ngành nghề được hoạt động trở lại. Giai đoạn từ nay đến cuối năm, nhu cầu lao động phục vụ sản xuất dịp Tết tăng cao. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc người lao động quay trở lại làm việc vẫn còn ít. Chúng tôi cũng có tham mưu cho thành đoàn phố có triển khai một cái văn bản kết nối việc làm giữa 63 tỉnh thành. Và để thứ nhất là tuyên truyền cái chương trình hỗ trợ cho người lao động. Thứ hai là chúng tôi sẽ liên phối hợp với các cái tỉnh thành đoàn cũng như là các cái trung tâm thuộc hệ thống trung ương đoàn để chúng tôi có những cái danh sách mà lao động có nhu cầu việc làm thì chúng tôi sẽ kết nối qua cái các cái nền tảng. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh có 127 cơ quan, tổ chức có giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm tại thành phố, trong đó có 2 trung tâm giới thiệu việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Người lao động có thể tìm hiểu tại trang web việclamhochiminh.net để nhận thông tin việc làm hoặc bảo hiểm thất nghiệp.